Prey mất chết tì mê trầy. Có các bệnh đánh xứng cúng, cơ rồi đã bị chứng cung từ lơ nẹ bậc mà tổ thông mà nẹ vùng nói trên một bọ xài cả bệnh. Chà chẳng đừng thả tớ cả bệnh bệnh này nó hơi mê rừng ở vây bàn chìa đầu thả nạ vây khả nế, ai lời dân tạm đàn bồ mê lùm ất tiên ở khả nế. Sở bệnh đài mùa hai chân cầm bông tay chạp ở rõm từ lơ đà ra chùm riêng rệm, tùm lẹ đi. Trách to tăng khả nế dạng cả đài của cục nó sạp tài nợ thằng ngày tì bì và chạc ca bì bò mà phê bì ní, cất ở rương đò chạp ở rõm mùi tiệt. Tân lớn nẹ bảo đàl vùng nói nâng nẹ chi mô tô thùm nẹ. Video bằng hành ở khơn bì sạc mô phép nẹ chi mô tô thúm, cho bì lơ mô tô tờ rột rướng tiên áo lục vùng nói, hơi trời lục vùng nói, đã ốc cụt nhạch. Trời bán chạy rùm lệ bình mạnh đánh xương cô mộng coi miền ca chạp ở rõm nâng bàn chân mà tại hưu chất ốc xâm nở chi trần. Hết ca ní cất lớn nâng lớp lâu bình xuyên, hơi bởi tàm vùng nói bàn mình chạy bạp xa bồ rô miền nâng nông sọc thá. Rương ní cư chìa cá bật, đối chi rôk bạc nè. Khang một tố cất thá một tố kê thay chiêng lán rô bọc lộn, có chôl mộng về lốt, tớp lốt cả bìa khuôn. Trong bút nẹ lên bàn đánh xương cung cơ khởi video ní hơi bàn bàn chân mà tệ tàng ốc xâm nói sọ điên khí nế đưa chân này thả. Lên mùi nẹ bạc đáng, đôi dốc bông món tớ chôl thmò. Hơi mà tệ khắc có lực thả. Mụn sư vật tập hiệp ca bế ai dụ chư vật bật bận công ấy xân lọc tực tìm mùi bạn. Nẹ khắc có lực lăng thả ôn lên không mà nụ hời. Chôl bi chồng cúng tớp sqoal thả vùng nói bác nếp bần tệnh bần tuyết nơi quên sánh. Hên cho xâm lót về các bà lán mình bàn đăng thả nẹ nơi nóng cư chê nẹ bỏ đàl. Cô nẹ chờ lòng đến vùng nói bác thuê lán mốt chôl bi chồng cúng đã lấy ở rột bẩn đời. Chà cao bì mà sao mình nì cứ bật chìa lập bây khăn mến tên nơi video lục vùng nói. Đại bàn vầy khá nê cho mùi nâng nẹ chi mà tô thông bì rụp. Đại rương nì lục bàn bọ sài hơi. Cứ mình mến chìa ca xong đây nụ tê cứ chìa rương bật. Đại bật bó riệp nâng bạc nê. Hơi mà tô thông nút hạ bầy đôi chìa khấn. Hơi có chốt bì lơ mà tô xong đau tờ rộng vầy lục vùng nói tè mà đồn. Đại bà rõ khăn lơ kết thà lan quát. Cứ thọc chiên mà tô rồi bọc luôn. Nị dây bàn bì bì mắt có tu tư có bùi có ai lục vùng nói. Bọn tay lục vùng nói có bàn ca bìa luôn. Đã chôn bì chẳng cung ốc cụt nhạc hơi. Có mơ đăng tha chỉ lục vùng nói tu lân mà tô chí chành tay mà đòn. Video này cứ bật cho cô ở awesome nói mến tên. Lên cho môi nẹ nà mình lên. Lên bắt cho môi nâng vùng nói rột bởi tay mà đòn. จ้าอกุญชราบ้องๆทั้งอ๊อคเนี่ยเตะตรงนําปรเมนนี้ได้ก็สมบัญจบแต่ตรมนี้ឥឡូវនេះយើងងាកមកតាមដាននៅពរមានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផ្អាកកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមួយភ្លាមៗក្រោយមនុស្សចូលរួមច្រើនកកកុញរហូតមានអ្នករបួសនិងដួលសន្លប់ ខណៈប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែធ្វើការកាន់ទុកនៅមរណភាពនៃជនរងគ្រោះជាច្រើនអំឡុងពេលរត់ជាន់គ្នាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហាឡូវីនហើយបងងាកមកមើលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឯនេះវិញកំពុងព្យាយាមធ្វើការបញ្ជាហេតុការណ៍រត់ជាន់គ្នាម្ដងទៀតដោយក្រុមប៉ូលីសបានធ្វើការផ្អាកកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមួយដែលមានមនុស្សចូលរួមលើចំនួនរហូតដល់3ដងនៃចំនួនដែលបានកំណត់ទុករហូតបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកដួលសន្លប់និងរងរបួសស្រាល ការពិពេលថ្មីថ្មីនេះកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមួយបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរយៈពេលមិនដល់មួយខែផងក្រោយហេតុការណ៍រត់ជាន់គ្នានៅពហុកីឡាឋានមួយនៃខេត្តអេសជាវ៉ាដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស130នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីថ្លែងប្រាប់ប៉ូលីសក្រុងចាកាតាថាកម្មវិធីរបស់ពួកគេគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃដោយក្នុងមួយថ្ងៃកំណត់ចំនួនអ្នកច
ចំនួនប្រហែល7000នាក់ប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននេះខាងអ្នកជំនាញកំពុងដាក់ការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហាលក់សម្បត់លើចំនួននៃកម្មវិធីមួយនេះចាឃើញហើយស្លុតចិត្តទីថៃបងប្អូនអើយកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស្លាប់ 152នាក់ដោយសារការជន់គ្នានេះហើយឥឡូវនេះឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប្រឈមនឹងមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជៀសទាន់ផងដែរគ្រាន់តែមានមនុស្សដួលសន្លប់ដាក់អុកស៊ីសែនហើយក៏រងរបួសស្រាលមិនមានអ្នកណាបាត់បង់ជីវិតឡើយ
bom bom pe đam miên cam vị thi ở vây đam miên cá chụp chấm chân cù tài prayat bậc khởi thác chân lơ chấm nuôn khang hái bom bom ai chụp liệt luôn tranh pi tì nu cột ở đài chi viên đam miên riêng đài cật lang bạc bỏ đài dụ chụp vật dường ở con chân bom bom thì ở kia tẹt tông ở bồ đề đài có sôm chập tại trâm nỉ sôm ở con sôm co rụp liệt.